Tập 4. Nơi này bình thường ít người đến. Em là phải chạy thêm 10 km nữa. Nhìn nổi không? Không nhìn nổi cũng phải nhìn. Anh chạy chậm thôi, chậm thôi. Chạy chậm lại à? Không, nhanh lên, nhanh lên. Rốt cuộc là nhanh. Cô ổn chứ, cô Hạ? Ổn chứ hả? Giờ tôi không có tâm trạng nói chuyện với anh. Cái gì? Không có tâm trạng nói chuyện với anh. Không ổn thì tôi lái chậm lại. Khoan, đừng nhúc nhích. Cô Hạ, áo của cô bị móc rách rồi. Cô còn nhúc nhích nữa thì áo của cô sẽ rách hết đấy. Không, anh đừng ngay ra đó chứ. Qua giúp tôi đi, tôi đang vội mà. Xong chưa? Cô đừng hối. Anh nhanh lên đi. Tôi... Anh... Cởi áo ra. Cái gì? Cởi áo ra cho tôi mượn. Trời ạ, mình phải rửa mấy lần mới sạch được đây. Phim được chiếu tiết minh tại tv2.org. Sao trông cô khác với lúc nãy vậy? Anh có ý gì hả? Mặt mộc của tôi xấu lắm mà. Không không, ý tôi là quay qua kia, đừng nhìn. Tôi muốn nói cô như vậy trông rất ổn, rất tự nhiên. Thật à? Anh còn chưa nhìn nữa mà. Cô không cho tôi nhìn còn gì. Được rồi, mau đi đi. Thắt dây an toàn. Xin lỗi, tôi không cố ý. Nếu xin lỗi có ích thì cần cảnh sát làm gì? Đi thôi. Nghỉ một ngày đã đỡ hơn chưa? Chưa nữa. Chưa thì thực hiện 100 lần ngồi xuống đứng lên. Không muốn làm thì lấy lại tinh thần đi. Nghiêm, hôm nay kiểm tra môn cuối cùng. Mọi người vận dụng kỹ thuật leo dây đã học, đu từ trên đỉnh xuống đất. Bức tường đằng sau cao 27 mét, không được vượt quá 5 phút. Chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong rồi. Chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong rồi. Bên trái quay lên lầu. Mễ Kha, sĩ quan hình, thả lỏng đi, cô làm được mà. Nào, chú ý. Tay phải kéo chặt phanh. Lúc không nắm chắc thì đừng buông tay. Nhóm thứ nhất, xuống.
Nhóm tiếp theo. Nhóm tiếp theo. Nhóm tiếp theo. Nhóm tiếp theo. Nóng chết được. Mau xuống đi chứ. Không thấy người đâu cả. Nắng quá. Nóng sao? Để tôi quạt cho cô. Mát hơn chứ? Nhóm cuối cùng. Còn 5 phút nữa. Còn 4 phút nữa. Sao còn chưa xuống nữa? Không thấy người đâu cả. Cô ấy lên chưa? Không biết nữa. Mau lên. Làm xong sớm về sớm. Đúng vậy. Cả người đổ mồ hôi rồi. Ra rồi, ra rồi. Mau xuống đi, xuống đi, xuống đi, mau lên. Mau xuống đi. Vậy sao thế này? Bị làm sao vậy? Đúng đấy. Trời ạ, à, có chuyện rồi. Nguy hiểm quá. Buông. Buông. Mễ Kha, không sao chứ? Nghiêm trọng rồi. Không sao chứ? Qua xem đi. Mau dìu xuống nào. Xem cô ấy bị sao. Sắc mặt cô ấy không ổn lắm. Đúng đấy. Hô hấp và mạch đều bình thường. Cô ấy ngất do tâm lý và bị kích động. Nói thẳng ra đi, là bị dọa cho ngất. Cô ấy sợ độ cao. Phía sau bám theo nhé. Mễ Kha, rốt cuộc có ổn không thế? Cậu đã đi một tiếng đồng hồ rồi. Mình không sao. Tối qua mình ăn một bát mì thịt bò. Không sao nữa rồi. Cậu sợ độ cao mà không nói. Dọa mình sợ chết khiếp. Mình cũng không ngờ là mình sợ đến nỗi bị ngất. Sợ đến ngất luôn. Để mình giúp cậu. Cố gắng lên. Nghiêng sang, cho cậu này. Cậu làm gì thế? Tiết kiệm một chai nước. Tiêu hao thể lực nhiều. Con gái phải uống nhiều nước. Của tôi đâu? Có đây, có đây. Cho cậu này.
Đúng là buồn cười. Kiểm tra xong hết rồi còn rèn luyện thể lực gì nữa chứ? Chi bằng cho chúng ta về bệnh viện báo cáo trước cho rồi. Chắc là bài kiểm tra gì đó khó mà đề phòng được. Mau đi thôi, đừng để bị bỏ lại. Được. Các sĩ quan chúng tôi đã chuẩn bị buổi liên quan tốt nghiệp cho mọi người. Tối nay mọi người có thể thoải mái vui đùa. Tuyệt lắm. Được, hay lắm. Tiếp theo đây, tôi sẽ phát chứng chỉ cho mọi người. Giờ tôi đọc tên bạn nào thì bạn đó bước lên nhận. Trần Tiểu Yên, Trương Thanh Thanh, Trần Thao. Ổn rồi, ổn rồi. Nhiếp Tiểu Hy, Lưu Dinh, Lý Hồng, Cung Ninh, Tô Di, Dương Gia Lệ, Trương Đan, Trình Tâm Nhã, Lưu Trình Dĩ, Hứa Nghiên Sang. Vậy là tôi đã phát xong chứng chỉ cho đợt huấn luyện cứu hộ khẩn cấp đợt này. Xin chúc mừng các bạn có tên trên. Sĩ quan Hình, của Mễ Kha đâu ạ? Đúng đấy ạ, Mễ Kha có bài kiểm tra leo dây chưa hoàn thành nên không phát chứng chỉ được. Nhưng rõ ràng cậu ấy xuống rồi mà. Đúng thế, chăm chước chút đi. Cậu ấy có điểm cao nhất ở môn huấn luyện tổng hợp mà. Cho cậu ấy một cơ hội đi mà. Anh chăm chước đi. Tôi tin Mễ Kha sẽ trở thành một bác sĩ xuất sắc. Nhưng cô ấy không phù hợp với cứu viện khẩn cấp. Một nhân viên cứu hộ khẩn cấp tốt không chỉ phải có kỹ thuật giỏi mà còn phải có tâm lý vững vàng. Người như cô ấy rõ ràng là sợ độ cao. E là tôi không thể phát chứng chỉ cho cô ấy. Tôi phải có trách nhiệm với mọi người, với người bị thương, và càng phải có trách nhiệm với cô ấy. Vậy nên tôi xin lỗi. Sĩ quan Hình nói đúng. Quả thực tôi không có tư cách nhận chứng chỉ. Sắp đến buổi liên quan rồi, chúng ta mau chuẩn bị thôi. Chúc mừng tốt nghiệp. Được, giải tán. Thực ra biểu hiện của cô rất tốt, không cần phải nghĩ linh tinh đâu. Tôi có nghĩ linh tinh gì đâu. Cuộc sống tốt đẹp thế này mà. Anh có biết làm một bác sĩ phải thi bao nhiêu chứng chỉ không? Người cho tôi không đạt cũng không chỉ có mình anh. Tôi không yếu đuối thế đâu. Hơn nữa, cái mạng của tôi cũng là người khác liều mạng cứu. Tôi phải trân trọng chứ. Người khác. 2 năm trước tôi gặp cướp. Lúc đó tình hình rất nguy hiểm. Tên cướp nhét quả mình vào tay tôi. Lúc đó tôi nghĩ tôi có thể sẽ mất mạng. Sau đó thì có một chú cảnh sát đặc nhiệm xuất hiện. Chú ấy còn nói chú ấy ở đó, tôi nhất định sẽ không chết. Sau đó chú ấy lấy quả mình ra khỏi tay tôi. Chú cảnh sát đặc nhiệm, có phải cô nhớ nhầm rồi không? Dạ tới vậy sao? Sao tư duy của anh lạ lùng thế? Trọng điểm của câu chuyện là tuổi tác của chú cảnh sát đặc nhiệm mà. Cảnh sát đặc nhiệm không có ai lớn tuổi cả, nhưng chắc chắn là không còn trẻ. Bởi chú ấy rất điềm tĩnh. 4 chữ không sợ nguy hiểm chính là hình dung về chú ấy. Dù sao chú ấy rất là đẹp trai. Cô không thấy vẻ mặt người ta sao biết đẹp trai được? Sao anh biết tôi không thấy mặt chú ấy? Đặc dù bọn tôi lúc chấp hành nhiệm vụ đều bịt mặt. Không, chú ấy bịt mặt, nhưng tôi vẫn cảm nhận được hào quang tỏa ra từ chú ấy. Anh cười cái gì? Không có gì. Không nhờ bộ đồ này còn lâu anh mới giống cảnh sát đặc nhiệm. Tại sao? Anh nhìn khuôn mặt anh đi, trắng như thế. Làm gì có cảnh sát đặc nhiệm nào như anh? Tôi trắng. Tôi trắng sao? Không phải chứ. Anh làm gì đấy? Tôi để cô nhìn xem tôi trắng thế nào. Nhìn thấy chưa? Đen thế này rồi còn trắng cái gì? Nói cứ như thể tôi chạm vào nỗi đau của anh vậy. Tôi nghe nói anh là đội trưởng trẻ nhất từ trước tới nay.
Có phải anh nhỏ tuổi hơn tôi không? Sao có thể chứ? Tôi đi làm mấy năm rồi, còn cô vừa mới tốt nghiệp. Bọn tôi học y phải mất 7 năm, vậy chắc chúng ta cũng trạc tuổi nhau nhỉ? Tập luyện thì không hăng hái, nhưng tổ chức liên quan thì sành sỏi quá nhỉ. Bên kia thì sĩ quan hình chụp với chúng tôi một bức được không? Nào, 1, 2, 3. Sĩ quan hình, anh không nhìn vào ống kính, ta chụp lại nhé. 1, 2, 3. Được rồi, tôi xem nào. Nhìn cái gì thế? Đi thôi. Ừ. Không được động đậy. Ôi trời đất ơi, sao cậu lại tới đây? Có cuộc vui nào mà vắng mặt mình sao? Mình xin đội trưởng hết điều xe đưa mình đến đây. Cậu đúng là nữ hoàng của các buổi tiệc. Cái gì đây? Đổi phong cách à? Là áo của Thúc Dân Ba. Áo của Thúc Dân Ba. Sau đó anh ấy cởi áo cho mình mặc. Cậu ghét anh ta lắm mà. Mình cũng thấy chuyện này rất thần kỳ. Thích một người chỉ cần một phút là đủ rồi. Cậu không biết bộ dạng anh ấy cởi áo cứu nguy cho mình đâu. Rồi sau đó nhìn chằm chằm mình, đáng yêu thế nào đâu. Quá ra siêu anh hùng của mình chẳng cần phải xuất hiện hoành tráng, chỉ cần đúng thời điểm là được. Vậy mấy cái người Andy, Tony, Chris của cậu, Chris, đó đều là anh hùng cưỡi mây bảy màu. Lý luận nhớ dẫn gì thế? Áo hôm qua người ta đưa cho, sao hôm nay cậu vẫn mặc thế? Mình thích thế, có mặc mỗi ngày mình cũng mặc nữa. Chào sĩ quan hình, chào sĩ quan Thúc. Thúc Văn Ba. Thúc. Làm gì đấy? Có người gọi cậu kìa. Không đi. Đi đi. Thái độ gì thế không biết. Đi. Cậu. Nào ngồi đây. Ngồi đây. Ở đây còn chỗ này. Mặc đồ đôi nữa cơ à? Không phải. Cô Hạ, sao cô còn mặc áo phông của tôi thế? Ở đây không có cửa hàng, tôi không kịp mua. Hôm qua tôi hỏi cô muốn đến cửa hàng không, cô bảo là không. Tôi chỉ mượn áo của anh một chút. Anh nhỏ mọn thế làm gì? Tôi không nhỏ mọn. Thú vị không? Yêu tinh như cậu, ăn thịt đường tăng thì được, nhưng phải tuân thủ nguyên tắc. Cậu cứ nhìn tôi làm gì? Nhìn mình này. Tập hợp nào. Kính thưa mọi người, buổi tiệc tốt nghiệp của nhóm tập huấn cứu hộ khẩn cấp năm 2019 Bệnh viện Nhân Tâm sắp bắt đầu. Tôi tuyên bố buổi tiệc tối nay do các học viên chúng ta quản trò. Bây giờ thời thế đảo ngược, mọi người có thấy hứng thú, có thấy kích thích không? Có. Liên quan gì chứ? Mọi người yên nào. Chúng ta bị các sĩ quan hành hạ ở đây suốt 2 tuần. Giờ có phải nên hành hạ họ lại không? Đúng thế. Được. Vậy tiết mục khởi động đầu tiên tôi xin mời sĩ quan hình thương cho roi cho giọt, ghét cho ngọt cho bùi của chúng ta, để anh ấy cảm nhận được sự nhiệt tình của chúng ta nhé. Được. Hay lắm. Hoan nghênh sĩ quan hình. Sĩ quan hình, đi thôi. Mọi người đều đang đợi anh đó. Tuyệt quá. Sĩ quan hình, trước tiên hãy đeo cái này lên. Ở đây có một chiếc vòng tay. Sĩ quan hình, đừng căng thẳng. Chỉ là một trò chơi nhỏ thôi mà, gọi là ai làm bạn rung động. Chúng ta có thể thấy nhịp tim của sĩ quan hình giờ là 68. Nếu mọi người có thể làm nhịp tim của sĩ quan hình lên trong 100 vòng một phút,
sĩ quan hình sẽ chấp nhận bị phạt, được không? Được. Được, được. Tiệc trả thù trá hình à? Được, đến đi. Vậy bắt đầu từ Hứa Nghiêng Sang. Chống đẩy 20 cái. Được, chuẩn bị, bấm giờ. Bắt đầu. Chạy nâng cao đùi 50 lần. Nhảy bờ bi 40 cái. Sao mới đến 80 thế? Sao lại thế? Đội trưởng hình lợi hại quá. Đúng vậy, đội trưởng hình. Đội trưởng hình. Đội trưởng hình. Đội trưởng hình. Dừng, dừng, dừng. Mễ Kha, làm một cái lợi hại hơn đi. Đừng làm bài thể dục gì nữa. Tôi, nếu không chịu nữa, tất cả chịu phạt. Mỹ nhân kế. Mỹ nhân kế gì chứ? Đi đi đi, mau đi đi. Không biết đâu, cứ nhìn anh ấy thế. Đừng chớp mắt. Tôi nhìn, đấu cái này tôi chưa từng thua. Không chớp mắt, tôi cũng chưa từng thua. Đến đây. Đồng hồ bị hỏng hay anh rung động rồi? Cái này đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Đội trưởng hình, anh nói lời phải giữ lời. Anh là điển hình của việc không kìm lòng được trước mỹ nhân. Đội trưởng hình phải chịu phạt rồi. Phạt đi, phạt đi, phạt đi. Đội trưởng hình chịu phạt đi. Đội trưởng hình chịu phạt đi. Phạt đi, phạt đi, phạt đi. Được, tôi chịu phạt. Đến đây, được. Giờ là lúc trừng phạt mà ai cũng mong đợi. Ở đây có một cái bánh quy. Bên trên có mùi tạt siêu nồng. Lợi hại. Buồn nôn quá. Đội trưởng hình, ăn đi. Ăn đi, ăn đi, ăn đi, ăn đi, ăn đi, ăn đi, ăn đi. Tiếp theo chúng ta phải hiểm hơn. Ở đây có một ly nước. Bột tiêu. Tương ớt. Lúc chúng ta huấn luyện, các sĩ quan hay cho uống nước quắc hương. Thêm một ít, thêm nữa. Thêm một ly, thêm nữa, thêm nữa. Sĩ quan, họ nói muốn thêm một ít. Đội trưởng hình, cái này trị bách bệnh đó. Mễ Kha, tôi không nghe, tôi không nghe. Mễ Kha đến lúc tôi báo thù rồi. Mễ Kha, Mễ Kha, Mễ Kha, Mễ Kha, hay lắm, lợi hại, lợi hại, lợi hại. Đội trưởng hình lợi hại thật. Bị tôi dày dò lâu vậy, lần này đã đời rồi chứ. Tôi nói thêm vài câu nhé. Xử phạt mọi người không phải mục đích của chúng tôi. Chúng tôi chỉ hy vọng thông qua quá trình như thế, mọi người có thể đạt được năng lực thật tốt, có được một ý chí thật mạnh mẽ. Huấn luyện vất vả thế cũng vượt qua được. Còn vấn đề gì không thể đối phó? Đúng chứ? Đúng, đúng. Cuối cùng, tôi hy vọng mọi người đạt được thành tựu trong sự nghiệp của mình và thuận buồm xuôi gió. Hay lắm, cảm ơn sĩ quan.
Đội trưởng Hình đã chịu phạt xong, chúng ta còn một người không thể quên, chính là đội phó Thúc kính yêu của chúng ta. Đội phó Thúc, 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 đội phó Thúc. Sĩ quan Hình, anh cần súc miệng không? Tôi không sao, tôi không sao. Đội phó Thúc, đội phó Thúc, tìm gì vậy? Tôi muốn đi vệ sinh. Tôi đi với cô. Đội phó Thúc, đội phó Thúc, xa quá, tôi lái xe đưa đi. Bên này, cảm ơn. Đội phó Thúc, hay lắm. Sĩ quan Hình, cách đây 8,3 km có tai nạn xe, cần cứu viện gấp. Cái này được hiển thị trên ứng dụng của tôi. Lên xe, đi. Người bên trong thế nào? Nói chuyện được không? Đầu xe hư hỏng nặng, bị kẹt ở đây, rất dễ bị trượt xuống. Sĩ quan Hình, anh xem gương phản chiếu đi. Hình như tài xế còn sống, nhưng anh ta liên tục chảy máu. Thời gian lâu như vậy, có lẽ đã mất tầm 800 ml. Nếu còn tiếp tục, có lẽ đưa đến bệnh viện cũng không kịp. Sĩ quan Hình, anh có thể nghĩ cách đưa anh ta ra không? Để tôi thử. Bác Tài, anh đừng ngủ, cố gắng giữ tỉnh táo. Bác Tài, chậm thôi. Thế nào rồi? Người bị kẹt bên trong, không ra ngoài được. Anh nghĩ cách đưa tôi vào trong đi. Cô muốn làm gì? Tôi cầm máu cho anh ấy. Cô sợ độ cao, khắc phục thế nào? Quá nguy hiểm, không được. Vừa cứu viện đến, vẫn còn thời gian đi đường. Giờ anh ta cần được cầm máu ngay. Tôi thực sự phải vào đó xử lý cho anh ta. Đừng do dự, anh tin tôi đi. Nếu có chuyện gì, dừng lại ngay. Được, tôi sẽ phối hợp. Được.
nhìn xuống dưới, nhìn tôi này. Có tôi đây, cô sẽ không sao đâu. Có tôi đây, cô sẽ không sao đâu. Làm sao đây? Đi qua người tôi. Sao rồi? Không sao chứ? Không, không sao. Tôi không sao. Bác Tài, bác Tài. Sao thế? Đầu bị thương nặng, vết thương hở, có thể còn có tổn thương trong đầu, phổi bị kính đâm vào, có thể kèm theo tràn khí màng phổi. Bác Tài, anh có nghe thấy tôi nói không? Bác Tài, anh nghe thấy tôi nói không? Anh ấy thở được rồi, tôi cầm máu cho anh ấy trước. Sao thế? Buồn nôn mà. Ra bên kia, đừng để bắn vào xe tôi. Sĩ quan Hình, anh có phải con người không? Tôi mắc chứng sợ độ cao, vừa nãy tôi dũng cảm vậy. Anh không thấy à? Anh không biết khen tôi chút à? Giỏi lắm. Bị thương rồi, ngồi đi. Làm gì đó? Băng gạc dùng hết rồi. Vết thương nhỏ. Không sao. Không được, không được. Tôi có cách rồi. Cười gì? Đi thôi.
Sĩ quan hình nói rất đúng. Tôi không có tư cách lấy chứng chỉ kết thúc khóa học. Tôi là bác sĩ, tôi có thể cầm máu cho anh ấy. Vào đi. Sếp Hách, sáng sớm cậu đã đến làm phiền tôi. Đây không phải phong cách của cậu nhỉ? Phiền anh ký giúp tôi. Phát chứng chỉ cứu hộ khẩn cấp thêm cho Mễ Kha. Tôi nhớ cậu từ gạch cô ấy mà. Lý do gì chứ? Sợ độ cao. Đúng. Nhưng hôm qua ở vách núi, người cứu tài xế cũng là cô ấy. Tôi nghe nói chuyện này rồi. Cũng là cô gái đấy à? Đúng. Sự thật chứng minh cô ấy có thể khắc phục chứng sợ độ cao. Nên tôi thật sự thấy không thể qua một lần kiểm tra mà phán đoán năng lực của một người. Anh xem. Này, uống đi. Dân cảm ơn anh. Cậu đấy, cậu xem. Ký cũng được. Nhưng tôi muốn hỏi cậu câu này. Chắc không phải cậu thích con gái nhà người ta chứ? Lợi dụng chức vụ để theo đuổi cô ấy à? Không, không có. Cậu nói thế là không đúng. Nếu đội đặc nhiệm không ai yêu đương, sẽ thành miếu hòa thượng à? Nhưng tôi phải nhắc nhở cậu, làm ngành nghề chúng ta không thể yêu bác sĩ. Nếu ở bên cạnh bác sĩ, đúng là có nỗi khổ mà không thể nói ra được. Như tôi đây, không ai chăm sóc gia đình. Biết chưa? Đúng vậy. Dân, ký tên. Cảm ơn anh. Nước ngọt lắm. Mọi người biết chưa, đội đặc nhiệm gọi chủ nhiệm Hạ là chị dâu. Sao lắm chuyện thế? Khoa ngoại thần kinh là khoa trọng điểm của bệnh viện ta, có thể xếp vào top 3 toàn quốc. Chúng ta có hơn 60 chuyên gia, đội ngũ y tá cũng hơn 200 người. Nào, nhường đường chút. Cậu bé này mới 15 tuổi, vừa trải qua phẫu thuật mở hộp sọ. Khối u trong não cậu bé nằm ở vị trí rất nguy hiểm. Nhiều bệnh viện chuẩn đoán xong đã nói không thể phẫu thuật điều trị, sau đó đưa đến chỗ chúng ta. Có phải cuộc phẫu thuật do tiến sĩ Thiệu Dũng Hàn làm không? Đúng vậy. Lần này hầu hết những người trúng tuyển đều sẽ ở lại khoa ngoại tổng hợp. Chỉ có một người có thể ở lại khoa ngoại thần kinh. Chủ nhiệm Thiệu Dũng Hàn muốn lập đội ngũ của mình nên mới có suất này. Trong phẫu thuật luôn phải dựa vào thực lực, nên mọi người tự cố gắng lên. Cảm ơn chủ nhiệm. Coi như tôi hết cơ hội rồi. Trong số chúng ta, trừ Hứa Nghiên Sang, ai có thực lực đấy chứ? Đừng có mà không phục. Môn nào của cậu cũng được A sao? Đâu chỉ vậy. Bố của Nghiên Sang là người có địa vị ở khoa ngoại thần kinh. Gen nhà người ta thẳng từ dạch xuất phát rồi. Bố tôi qua đời nhiều năm rồi. Sao họ không thể nhận thêm vài người chứ? Đi. Đúng, đúng đó. Đúng vậy. Hôm nay sao vậy? Buồn bã rủ rượi. Hơi buồn bực chút. Buồn bực. Uống nước có ga của mình đi. Chuyên trị chuyện không vui. Chúc mừng cậu, người có cơ hội đến khoa ngoại thần kinh nhất. Trần Thao nói thôi là đủ. Cậu cũng đừng hùa theo. Nếu không được chọn, mình đâu còn mặt mũi. Vậy mình thì sao? Cả bệnh viện đều biết mình không có chứng chỉ. Người ta nói gì mà? Huấn luyện này là truyền thống. Trước khi vào làm của bác sĩ trẻ, chưa ai trượt hết. Mình là người đầu tiên. Mình mở đường rồi. Nếu mình là cậu, chắc chắn mình tính sổ với tình hình khắc lũy đó. Tính sổ với anh ta có tác dụng gì? Ấn thang máy. Bác sĩ Hứa, bác sĩ Mễ, chào buổi sáng.
Đợi đã, đợi đã, đợi đã, đợi đã. Bác sĩ Hứa, bác sĩ Mễ đây mà. Trùng hợp vậy, đây là bệnh nhân được phòng cấp cứu đưa tới. Phần ngực bị da đập, vết thương kinh, đang đưa đi chụp cắt lớp, chuẩn bị phẫu thuật. Sao không đi thang dành cho bệnh nhân phẫu thuật? Thang đó bị chiếm rồi, bệnh nhân cần chụp gấp, nên phải đi thang làm việc. Tôi đi lấy bệnh án của bệnh nhân. Phiền hai bác sĩ đưa bệnh nhân lên giúp tôi. Không sao, để chúng tôi. Cảm ơn. Phim được chiếu tiết minh tại tv2.org. Xương bộ lê bộ 胸部外力撞击造成肋骨骨折。